Xin chào quý vị các bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái cấu trúc lặp while. Cấu trúc lặp này thường sử dụng trong cái trường hợp mà chúng ta không biết trước số lần lặp, và cái chương trình nó sẽ sử dụng cái vòng lặp này để lặp đến khi nào mà cái điều kiện còn thỏa mãn. Ok, và chúng ta sẽ đến với cú pháp tổng quát của while. Thì ở đây nó cũng bắt đầu bởi while, trong đó while là viết thường. Sau đó thì trong cái ngoặc này chính là cái điều kiện để lặp, hoặc là cái biểu thức có tính đúng hoặc là sai. Và cái nội dung cần lặp chính là cái đoạn code cần phải lặp đi lặp lại. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái công cụ để chúng ta tiến hành code trực tiếp này. Mình sẽ minh họa cho các bạn hai cái ví dụ. Ví dụ đầu tiên là mình sẽ tính cái tổng 1 trên 1 cộng 1 trên 2 cộng 1 trên 3 cộng đến 1 trên n. Cái việc thứ hai, ví dụ thứ hai đó là mình thực hiện là in ra tất cả các ký tự ở trong một cái sâu ký tự, và các ký tự sẽ được in mỗi ký tự trên một dòng. Ok, bây giờ thì mình có một cái biến int, mình cho là n, mình cho nó một cái giá trị 100 đi. Mình sẽ có một cái biến float, mình cho là tổng, bắt đầu sẽ gắn bằng 0. Bây giờ mình sẽ tiến hành lặp nhầm sử dụng while. While. Bây giờ mình sẽ có thêm một cái biến y nữa đi. Bắt đầu mình sẽ khởi tạo nó bằng 1. Khi mà y còn nhỏ hơn là bằng n, tức là khi điều kiện còn thỏa mãn, thì chúng ta sẽ thực hiện cộng tổng 1 chia cho y. Được chưa? Sau đó thì cái giá trị của y sẽ tăng lên. Cuối cùng thì chúng ta sẽ in ra cái kết quả là giá trị tổng bằng cộng với tổng. Ở đây nếu các bạn tinh ý thì chúng ta thấy rằng cái biểu thức này nó sẽ chỉ cho cái kết quả là số nguyên. Và cuối cùng thì kết quả mình nhận được ở đây sẽ là 1. Thì mình sẽ chứng minh như các bạn thấy. Đúng ra nó phải là một kết quả nào đó khác 1. Nhưng hiện tại ở đây nó đang là kết quả bằng 1. Tại sao lại như vậy? Tại vì các bạn nhớ lại chút về cái phép chia này đi. Nó là cái phép chia nguyên. Như vậy thì kết quả chia giữa số nguyên với số nguyên nó là phần nguyên. Để lấy được cái kết quả chính xác thì chúng ta phải đưa nó sang dạng số thực. Lúc này chúng ta sẽ ép kiểu từ hoặc mẫu là ok. Mình sẽ ép kiểu từ đi sang kiểu float. Thì lúc này có một phần tử ở trong cái biểu thức này là số thực, cho nên kết quả nó sẽ lưu vào số thực. Ok. Và lúc này chúng ta được cái kết quả chính xác. Đây. Chờ. Thì lúc này chúng ta sử dụng cái vòng lặp while. Cũng lặp cách bình thường. Đó là khi mà cái điều kiện còn thỏa mãn thì mình thực hiện cộng cái giá trị 1 trên y vào cho tổng. Sau đó thì y tăng lên. Cứ lặp đến khi nào mà y lớn hơn n cái thì dừng. Dừng thì lúc này cái chương trình nó sẽ kết thúc cái vòng lặp while và xuống đấy in ra cái dòng này. Và chúng ta thấy cái kết quả như này. Các bạn có thể thay cái này bởi một cái giá trị nào đó mà các bạn thích thì nó cũng ra cái kết quả tương ứng. Ok. Đây là cái ví dụ đầu tiên. Các bạn có thể thay cái vòng lặp for bằng vòng lặp while hoặc là ngược lại. Điều ok. Và trong này thì nó cũng có đầy đủ cả ba thành phần, đó là giá trị khởi tạo, bước nhảy và điều kiện lặp. Ok. Bây giờ đến với cái ví dụ thứ hai, mình sẽ tiến hành in ra tất cả các ký tự trong một cái sâu ký tự và mỗi ký tự chia vào dòng. Ví dụ mình sẽ có cái biến kiểu string, mình sẽ đặt là m s g. Mình đặt nó là hello world. Bây giờ mình sẽ in ra từng ký tự này, mỗi thứ trên một dòng. Lúc này mình sẽ sử dụng vòng lặp while. Chờ. Thì lúc này cũng phải có một cái biến y. Bắt đầu mình sẽ cho bắt đầu từ 0 đi. Tại vì cái vị trí của chữ h đầu tiên này này, nó sẽ bắt đầu từ 0 chứ không phải là 1, cho nên là chúng ta sẽ bắt đầu từ 0. Khi mà y còn nhỏ hơn cái msg.len. Đây.
gõ 7 chữ đầu và Ctrl Cách thì nó sẽ hiển thị ra, nó tự động import cho bạn. Lúc này mình sẽ tiến hành hiển thị từng ký tự một, mỗi thứ trên một dòng thì mình sẽ dùng print learner. Lúc này in ra msg chấm tra ớt chính cái vị trí y, sau đó thì y tăng lên. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy kết quả đây, mỗi ký tự trên một dòng kể cả cái khoảng trắng thì khoảng trắng cũng được coi là một ký tự. Ok, và tất cả các ký tự khác. Đó. Thì lúc này chúng ta đã thực hiện được một cái điều thứ hai, đó là gì? Lặp từ đầu cho đến cuối, tức là chạy từ đầu đến cuối cái chuỗi này, thực hiện cái công việc đầu tiên in ra ký tự tại vị trí hiện thời và tăng cái vị trí hiện thời lên một. Đấy, cứ đi mãi như thế. Đến khi nào mà cái điều kiện này còn thỏa mãn, tức là chưa chừng nào mà chưa đến cuối hay là chưa hết cái chuỗi ký tự này thì còn tiếp tục thực hiện lại cái cụm này. Ok. Và các bạn hoàn toàn có thể thay cái while này bằng cái vòng lặp for nếu bạn muốn. Và ở đây các bạn cũng thấy đầy đủ các thành phần, đó là khởi tạo, điều kiện và bước nhảy. Ok. Và ở đây ấy, các bạn thấy là nó in từ đầu đến cuối. Bây giờ mình muốn in từ cuối đến đầu thì sao? Đơn giản thôi, chúng ta chỉ việc đảo lại cái thứ tự. Ok. Thì lúc này mình sẽ bắt đầu từ msg.len. Nhưng mà các bạn nhớ là trừ đi một, tại vì cái ký tự cuối cùng này này, vị trí của nó là n trừ 1, cho nó n chính là cái độ dài của cái chuỗi chưa nọ. Và lúc này điều kiện của mình không phải là nhỏ hơn nữa mà lớn hơn là bằng 0. Và lúc này bước nhảy của mình sẽ là trừ trừ. Mình làm thế này để các bạn thấy rằng cái việc sử dụng bước nhảy hay là giá trị khởi tạo hay là cái điều kiện của chúng ta ấy, nó rất là mềm dẻo. Đó, miễn sao là nó hợp lệ và nó chính xác chứ nó không bắt buộc là phải như thế nào cả. Đây, thì in từ cuối lên đầu. Nếu đọc từ dưới lên thì sẽ là thành một chuỗi có nghĩa. Ok, đọc từ cuối lên thì chả hiểu gì hết. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tóm lại những cái nội dung chúng ta đã học đến thời điểm hiện tại. Chúng ta đã tìm hiểu về cái vòng lặp while, và vòng lặp while thì sẽ được sử dụng trong trường hợp mà chúng ta không biết trước số lần lặp, cũng như là chúng ta trong cái trường hợp mà muốn lặp. Đấy, thì sử dụng while hoàn toàn ok. Lúc này thì chúng ta cũng phải đảm bảo là có ba cái thành phần được sử dụng đi kèm với vòng lặp while. Đầu tiên là chúng ta phải khởi tạo một cái giá trị nào đó. Thứ hai đó là chúng ta phải có một cái điều kiện nào đó để đánh giá xem có nên lặp nữa hay không, hay là cái việc lặp có được duy trì hay không. Thứ ba đó là sau khi thực hiện lặp thì phải đảm bảo là có bước nhảy được thực hiện. Đó. Nếu như không có bước nhảy thì chương trình ta sẽ lặp vô hạn. Ở đây cái việc thực hiện thân vòng lặp thì sẽ để ở trong cái cụm ngoặc này. Ok. Và cái việc thực hiện bước nhảy cũng để bên trong thân vòng lặp luôn. Mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video kế tiếp liên quan đến cái vòng lặp do while và cái break continue.